các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện của bạn Hoàng Ngọc Ánh ở Thanh Oai, Hà Nội. Bạn có chia sẻ đó là gia đình bạn có 4 người và chi tiêu mỗi tháng hết 30 triệu vẫn bị thâm hụt vào cái nguồn thu nhập và bạn biết không biết phải làm sao. Cụ thể bạn có chia sẻ đó là năm nay thì bạn 42 tuổi và là tay hòm chìa khóa của gia đình. Nói vui là ngoài việc ở công ty thì bạn cũng có 17 năm làm nội trợ, lo chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình. Thế nhưng mấy tháng nay thì bạn cảm thấy là rất là khó khăn và áp lực bởi vì các khoản chi phí sinh hoạt không ngừng tăng lên, các khoản tiết kiệm hàng tháng của gia đình cũng bị tót teo bớt một chút. Bạn có chia sẻ thêm đó là bạn thấy rất là nhiều người hàng tháng chi tiêu chỉ có khoảng 10 đến 15 triệu thôi và cảm thấy rất là khâm phục điều đó. Gia đình bạn thì ở Hà Nội nhưng mà thậm chí là còn ở vùng ngoại thành, chi phí sinh hoạt rẻ hơn trong khu vực nội thành. Vậy mà mấy tháng nay thì gia đình bạn chi tiêu hết sạch số tiền mà vợ chồng kiếm được. Hiện tại thì vợ chồng đều có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng thì được khoảng là 35 triệu đồng trên một tháng. Trước kia thì gia đình chi tiêu khoảng 20 triệu hoặc là hơn một chút tùy vào mỗi tháng, tiết kiệm được khoảng 15 triệu mỗi tháng. Nhưng mà trong khoảng 4 tháng nay thì số tiền chi tiêu sinh hoạt đã tăng lên bởi vì là các mặt hàng như là thịt lợn thì đắt lên gấp đôi, hay là những cái rửa xe hay chi phí mọi thứ thì bạn thấy là tăng lên rất là nhiều. Ngày trước thì bạn có chia sẻ đó là thịt lợn thì ngày trước là 100.000 thì có thể chia ra được 2 bữa, nhưng bây giờ thì 100.000 thì không đủ cho một bữa, và vào siêu thị thì mua đồ cũng không được thoải mái, về nhà có khi cũng chỉ đủ 2 đứa con ăn, còn vợ chồng thì nhìn. Và 2 tháng vừa qua thì bạn có ghi lại cái nhật ký chi tiêu của gia đình, đó là hết khoảng 9 triệu đồng tiền ăn cho gia đình 4 người. Mỗi ngày hết khoảng 300.000 đồng cho bữa trưa và tối, tính cả tiền ăn, gạo và gia vị. Bữa sáng thì 4 thành viên thì hết khoảng 1 triệu rưỡi. Ngoài ra thì tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, thu gom, tiền internet, truyền hình, tiền cước điện thoại của cả gia đình là hết khoảng 2,4 triệu. Tiền học thêm cho cậu con trai và cô con gái, cậu con trai là học lớp 6 và cô con gái học lớp 10 thì hết khoảng 5 triệu đồng. Ngoài ra thì có tiền sách vở, đồ dùng học tập, tiền tiêu vặt, tham gia các câu lạc bộ giải trí cho con hết khoảng 2 triệu đồng trên một tháng. Còn tiền xăng xe cộng với sửa chữa cho hai vợ chồng một tháng có 2 xe máy là hết khoảng 1 triệu đồng. Vì là cơ quan ở khá xa, khoảng 20 đến 25 km ở ngoại thành. Ngoài ra thì nhà bạn có ô tô nên là tiền xăng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa mỗi tháng trung bình hết khoảng 2,5 triệu vì cuối tuần là gia đình thường về quê hoặc là thỉnh thoảng thì đi trời rét. Ngoài ra thì tiền ma chay hiếu hỉ khoảng 2,5 triệu đồng trên một tháng, tiền quà cáp về quê biếu bố mẹ hai bên khoảng 1 triệu đồng trên một tháng, tiền mua sắm quần áo, thuốc men, ốm đau thì khoảng 2 triệu đồng. Tháng vừa rồi thì có thêm khoản khẩu trang y tế và nước rửa tay, chắc là do Covid-19, thì là khoảng là 500.000 đồng một tháng. Số tiền dư ra thì chỉ còn khoảng là 5 triệu đồng để tiết kiệm, thay vì là trước kia là đang là tiết kiệm là 15 triệu. Và đó là chưa kể những cái khoản mà đi ăn nhà hàng hay là giao lưu bạn bè. Và cũng chính vì vậy mà gia đình bạn đã hạn chế bớt cái khoản mà giao lưu bạn bè cà phê. Nếu không thì chắc là với cái khoản thu nhập của hai vợ chồng sẽ không đủ. Tháng 3 vừa rồi thì bạn có dự tính là chi tiêu còn nhiều hơn bởi vì là có nhiều đám cưới hơn, tiền mừng hết khoảng 3 triệu một tháng. Mấy tháng nay thì tiêu hết nhiều tiền khiến cho không khí gia đình cũng khá là căng thẳng, cơm không ngon lành, canh cũng chẳng ngọt. Thi thoảng thì hai vợ chồng cũng có lời qua tiếng lại một chút. Và bạn cũng đang cố gắng để tính toán và cắt giảm các khoản chi tiêu đi, bởi vì nếu mà không làm thế thì làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu thì bạn cũng rất là lo lắng. Tối thiểu thì bạn cũng muốn là tiết kiệm lấy vài triệu đồng để còn phòng ngừa rủi ro những lúc mà ốm đau. Và cũng ngồi tính toán rồi đấy, nhưng mà cũng cảm thấy rất là bế tắc và muốn nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia. Thì các chuyên gia có thể cho bạn lời khuyên để làm sao giảm bớt được các khoản chi tiêu trong gia đình xuống mức thấp hơn để vượt qua kỳ bão giá đợt này. Thì anh Quang chia sẻ một chút cho gia đình bạn. Thì mình đọc cây này nhé, cây của bạn Hoàng Ngọc Ánh này, thì tự nhiên mình nhớ đến cái công thức rất là hay của bác Warren Buffett. Bác Warren Buffett có một cái cách đảo trật tự rất hay, tức là bình thường mọi người đúng như bạn tư duy luôn, tức là thu nhập này, chi tiêu các thể loại này, xem bắt đầu là mới coi tiết kiệm khoảng bao nhiêu, đúng không ạ, để nghĩ đến chuyện là tiết kiệm đầu tư như này. Thế thì ông Warren Buffett ông đã khuyên là bây giờ đảo trật tự lại đi,
đúng không ạ? Thu nhập, tiết kiệm đầu tư thì còn lại bao nhiêu chúng ta cứ chi tiêu. Thì về cơ bản á, là nếu mà chúng ta làm như này thì ngay lập tức là gia đình này với cái thu nhập này thì hoàn toàn có thể có cái khoản tiết kiệm ngay lập tức để mà có thể xây dựng các cái loại tài sản đầu tư cho mình được, chứ không đến mức như này đâu. Để mà về cơ bản thì con người đều có khả năng thích nghi rất tốt, không có vấn đề gì cả. Cụ thể là khi mình rà soát vô các cái khoản chi tiêu của gia đình này, này thì mình nhận thấy là vẫn còn có thể tối ưu hơn được. Cụ thể nhé, chẳng hạn như là cái tiền khẩu trang y tế nước rửa tay 500.000 này, đúng không? Thì khoản này là trong Covid thôi, hết dịch là hết, nên là tiết kiệm được có thể là 500.000 rồi này. Thứ hai là tiền ma chay hiếu hỉ hết đến 2,5 triệu đồng một tháng. Mình nghĩ là cái khoản này chắc là nó cũng chỉ mang tính chất là tùy vào từng giai đoạn thôi, chứ không thể nào mà cao đến mức như này được. Thì mình cho là cái này hoàn toàn có thể cắt xuống được. Và tính ra trung bình mỗi tháng là chỉ rơi vào tầm 500.000 đến 1 triệu thôi, tức là có thể tiết kiệm được khoảng độ thêm 1 triệu rưỡi được. Cộng với 500.000 kia là khoảng 2 triệu rồi, đúng không? Đấy, rồi tiền xăng ô tô bảo dưỡng đi ở đây tính ra hết 2,5 triệu và cuối tuần ở nhà thường về quê. Thì thật ra là nếu mà ví dụ thay vì về quê quá nhiều thì chúng ta cắt bớt, ví dụ một tháng về quê đến 4 lần thì cắt về một lần thôi, thì ngay lập tức là hoàn toàn có thể giảm được thêm cái này xuống, còn khoản chi này rơi vào tầm khoảng 1 triệu nữa và tiết kiệm được 1 triệu rưỡi nữa, cộng kia là 2 triệu rưỡi nữa rồi, 4 triệu, đúng không? Thì 4 triệu là hoàn toàn có thể tăng được cái tỷ lệ saving rate như nhà này hiện tại là đang là 17%, thì nếu mà thêm được độ khoảng 13% nữa lên 30% là cũng là rất là tích cực ở Việt Nam rồi. Đấy, thì chắc chắn là sẽ có khoản để mà có thể xây cái kế hoạch tiết kiệm đầu tư được, hướng đến sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Thì ngoài ra thì nếu mà nhà này còn sợ chật vật về cái việc thu chi như này nữa thì mình nghĩ là cũng nên nhìn thêm ở cái đoạn là tăng thêm các cái kênh thu nhập khác. Chứ hiện tại thì như gia đình này chỉ thu nhập từ tiền lương thôi. Thì ví dụ như vừa nói ra là có cái khoản tiết kiệm thêm như vậy thì hoàn toàn có thể xây các cái kế hoạch đầu tư cho mình, thì có thêm cái nguồn thu nhập thụ động từ đầu tư. Ngoài ra thì có thể tăng tái đầu tư vào bản thân để mà có thể tăng được cái human capital, từ đó tăng được thu nhập thường xuyên. Ngoài ra thì hai vợ chồng này có thể nghĩ đến việc là có thêm một cái công việc nghề tay trái nào đó. Thì hiện tại cơ hội cũng rất là nhiều để có thể kiếm được thêm một công việc như vậy, thì có được ba từ nguồn thu trở lên thì nó sẽ rất là yên tâm cho gia đình này. Về cơ bản mình nghĩ là gia đình này hoàn toàn có thể tối ưu được cái chi tiêu của mình, tiếp không có vấn đề gì về quá lo lắng cả. Nhưng mà bên cạnh đó thì gia đình bạn cũng phải xây cho mình một cái kế hoạch tổng thể, đúng không anh? Đúng, gồm đó là tài sản phòng vệ này, tài bảo hiểm này, hay là tài sản hưu trí. Sau đó thì cũng phải suy nghĩ đến các khoản đầu tư trong tương lai. Đúng. Bởi vì là ở trên thì gia đình bạn cũng có chia sẻ đó là trước đây thì mỗi tháng cũng tiết kiệm được khoảng 15 triệu, thì chắc chắn là gia đình bạn còn cái khoản tiền dư và đem đi đầu tư. Vậy thì nếu như mà bạn đem đi đầu tư hay là xây dựng các cái tài sản như thế này thì bạn có thể đầu tư vào đâu và như thế nào? Với cái dòng thu nhập thường xuyên như này thì mình nghĩ gia đình này hoàn toàn có thể làm một cái kế hoạch đầu tư bài bản, đúng không? Để biết được là mục tiêu đầu tư về việc gì, trong thời gian bao lâu, cũng như là hiểu được cái khẩu vị rủi ro của mình ở mức nào, thì từ đó mình có thể phân bổ tài sản. Thì phân bổ tài sản thì hiện nay thì hoàn toàn có thể phân bổ một phần vào các cái loại chứng chỉ quy mở để mà nhờ các chuyên gia có thể thay mặt mình đầu tư được. Thì có thể có chứng chỉ quy mở cổ phiếu, hoặc là nếu mà không bị rủi ro mức độ vừa phải thì có thể mua những cái loại quỹ mở cân bằng kết hợp cả tài sản cổ phiếu và trái phiếu, và nên hướng đến đầu tư dài hạn. Ngoài ra nếu mà gia đình này mà có một khoản tài sản lớn thì ngoài những cái loại tài sản tài chính như vậy thì có thể cân nhắc thêm những cái loại tài sản như là bất động sản mà có nguồn thu thường xuyên, thì như vậy nó sẽ rất là tốt cho gia đình này. Còn nếu mà ví dụ như khoản tài sản chưa nhiều thì riêng cái kênh cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với trái phiếu cũng đã đủ để có thể phân bổ tài sản, tăng được cái thu nhập cho gia đình này. Như vậy thì đối với gia đình của bạn Ngọc Ánh thì bạn nên rà soát lại cái thu chi của mình và sau đó thì lên cho mình một cái kế hoạch tài chính để xây dựng các loại tài sản phòng vệ, bảo hiểm và tích sản và các mục tiêu đầu tư trong tương lai. Và trước tiên khi mà xây dựng những cái khoản đầu tư này hay là lên kế hoạch thì bạn cũng phải đặt ra cho mình được những cái mục tiêu về tài chính của gia đình mình. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể tăng thêm cái nguồn thu nhập thụ động cho mình. Như anh Quang có nói đó là ngoài thu nhập chính từ lương của gia đình bạn thì có thể nguồn thu nhập từ đầu tư hay là tăng cái khả năng human capital của mình lên để kiếm thêm các nguồn thu nhập khác và xây dựng kế hoạch tài chính để hướng tới sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.